Cao Bằng, Lạng Sơn và đường số 4. 70 năm trước, từng là chiến trường chính của chiến dịch biên giới Thu Đông 1950. Đây là chiến dịch đầu tiên của bộ đội ta chủ động tấn công, làm thay đổi cục diện chiến trường, bắt đầu giành quyền chủ động chiến lược trên chiến trường chính Bắc Bộ. Đây cũng là chiến dịch đánh dấu sự kiện lịch sử đặc biệt, mang tính biểu tượng. Bác Hồ ra trận. Bức ảnh này do nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Năng An kịp thời ghi lại khoảnh khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đang quan sát mặt trận Đông Khê từ trên đỉnh núi Báo Đông. Chiến dịch biên giới là chiến dịch đầu tiên, cũng là chiến dịch duy nhất Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp ra mặt trận chỉ đạo, động viên quân và dân chiến đấu. Chính vì vậy, Bác Hồ không chỉ là tư lệnh tối cao của chiến dịch, đồng thời cũng là linh hồn của cuộc kháng chiến, góp phần đưa chiến dịch toàn thắng. Cái việc Bác Hồ ra trận ấy, là khi mà đến tay chiến sĩ ấy, thì nó hình như nó tạo ra một cái sức mạnh xung thiên. Mọi người là mừng lắm, Bác ra trận cơ mà. Tất cả những người lính đều rất phấn khởi và Bác tặng 4 câu thơ mà bây giờ chúng ta vẫn dùng đấy. Tức là không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí cũng làm nên. Đấy chính là cái câu Bác tặng cho cái đoàn dân công mà đi đánh biên giới năm 1950. Cho nên chúng ta đã giành thắng lợi có thể nói là tuyệt vời ở chiến dịch biên giới năm 1950. Sau thắng lợi của quân và dân ta trong chiến dịch Thu Đông 1947, thực dân Pháp đẩy mạnh việc củng cố, mở rộng hành lang Đông Tây, củng cố phòng tuyến biên giới phía Đông Bắc. Trước tình hình trên, tháng 6 năm 1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thường vụ Trung ương Đảng đã quyết định mở chiến dịch biên giới. Mật danh là chiến dịch Lê Hồng Phong II, tiến công phòng tuyến của địch trên đường số 4, tập trung vào khu vực Cao Bằng Thất Khê. Có thể nói tầm nhìn chiến lược của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện trong chiến dịch biên giới rất rõ. Trước hết là việc nhận định đúng tình hình, lựa chọn thời cơ mở chiến dịch kịp thời, chính xác. Đó là thời điểm cuộc kháng chiến bước vào năm bản lề giữa hai giai đoạn. Quyết tâm của Đảng là mở một chiến dịch lớn để đưa cuộc kháng chiến chuyển sang giai đoạn mới. Trước ngày ta nổ súng mở màn chiến dịch, địch chia liên khu biên giới thành hai khu Cao Bằng và Thất Khê với tổng số binh lực vừa chiếm đóng và cơ động là 11 tiểu đoàn, 9 đại đội bộ binh, 4 đại đội cơ giới, 4 đại đội công binh, 27 khẩu pháo các loại và 8 máy bay. Lực lượng địch tại biên giới hầu hết là các đơn vị Âu Phi tinh nhuệ. Tại các vị trí chiếm đóng, chúng xây dựng thành các cụm cứ điểm với binh lực từ 2 đại đội trở lên. Trong các cứ điểm đều xây dựng lô cốt, hầm hào tương đối kiên cố, hỏa lực chi viện được cho nhau. Ban đầu, ta định chọn Cao Bằng là điểm mở màn chiến dịch. Sau khi đi trinh sát thực địa Cao Bằng, Bộ Chỉ huy chiến dịch nhận thấy thị xã Cao Bằng là một cụm cứ điểm tương đối vững chắc. Nếu tiến công vào Cao Bằng, ta khó bảo đảm chắc thắng. Sau khi cân nhắc thảo luận, Bộ Chỉ huy chiến dịch quyết định chuyển hướng, chọn Đông Khê làm trận then chốt mở màn chiến dịch. Đại tướng Phạm Nguyên Giáp được Bác Hồ cử đi làm tổng chỉ huy mặt trận. Thì đồng chí lên Cao Bằng, đồng chí trực tiếp đi trinh sát cả hai nơi, tức là Đông Khê và Cao Bằng. Và sau khi trinh sát xong thì về đồng chí thấy rằng là đánh Đông Khê chứ không đánh Cao Bằng được. Tại sao như vậy? Tại vì Cao Bằng thì thời phong kiến ấy, nhà nước phong kiến đã lấy cái chỗ Cao Bằng làm cái chỗ mà phòng ngự. Mà đến sau này nhà Mạc cũng lại lên lấy Cao Bằng để làm cái chỗ trú chân, cũng đứng vững được rất là lâu. Và sau này nữa khi thực dân Pháp và phát sinh Nhật lên ấy, thì nó lại càng củng cố cái Cao Bằng vững mạnh. Chính vì lẽ đó cho nên Đại tướng Phạm Nguyên Giáp quyết định là chọn Đông Khê. Việc chuyển hướng chọn Đông Khê được xem là một quyết định sáng suốt, táo bạo của Bộ Chỉ huy chiến dịch. Bởi Đông Khê là một mắt xích quan trọng nối liền với thị xã Cao Bằng và với thị trấn Thất Khê. Nếu mất Đông Khê, tuyến phòng thủ đường số 4 sẽ bị chia cắt, thị xã Cao Bằng trở nên cô lập, buộc địch phải đưa quân đến ứng cứu Đông Khê hoặc đón quân từ Cao Bằng rút về hỗ trợ. Như vậy, việc ta chọn Đông Khê, nơi địch tương đối yếu nhưng lại hiểm yếu, vừa bảo đảm đánh chắc thắng trận mở đầu, vừa tạo điều kiện thuận lợi để đánh quân cứu viện, kéo hẳn địch ra khỏi công sự để tiêu diệt, phù hợp với phương châm tác chiến của ta
là đánh điểm diệt Viện. Cái sự chỉ đạo sáng tạo đúng đắn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện trước hết là ta kịp thời chuyển hướng tiến công từ hướng Tây Bắc sang Đông Bắc. Thứ hai là kịp thời xác định mục tiêu ban đầu, trận đánh then chốt mở đầu là thị xã Cao Bằng, ta chuyển sang thị xã Đông Khê. Tập trung lực lượng đảm bảo ưu thế tuyệt đối để giành chiến thắng, lực lượng tương đương hai đại đoàn trong chiến dịch biên giới. Ta đã xác định đúng phương châm tác chiến, chiến dịch là đánh điểm diệt Viện, coi trọng, linh hoạt để giữ quyền chủ động trong quá trình thực hiện tác chiến. Để bảo đảm đánh thắng trận then chốt mở màn, Bộ Chỉ huy chiến dịch quyết định tập trung binh lực, hỏa lực, chiếm ưu thế hơn hẳn địch. Ngoài ra, ta còn bố trí một trung đoàn cách Đông Khê 4 km về phía nam và hai trung đoàn triển khai trận địa phục kích đánh viện binh địch từ khu vực Bắc Khoang đến Chốc Ngà. Chiến dịch biên giới 1950 cũng là chiến dịch đầu tiên bộ đội ta triển khai thực hiện cách đánh, đánh điểm diệt Viện, lấy tiêu diệt địch ngoài công sự là chính. Đến biên giới mới đánh điểm diệt Viện là cái trận đầu tiên. Mình phải chọn cái địa điểm mà nó sơ hở nhưng nó lại hiểm yếu. Nếu nó mất cái đó thì nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cái phòng ngự của địch ở khu vực đó. Vì vậy cho nên mình chọn cái địa điểm đó. Thì quả nhiên là khi mình chiếm được Đông Khê một cái thì lập tức địch ở Cao Bằng, địch ở Thất Khê vội vàng tổ chức lực lượng để mà đi lên ứng cứu cho cái Đông Khê. Ngày 16 tháng 9 năm 1950, Trung đoàn 174 và Trung đoàn 209 của quân Việt Minh chủ động đánh chiếm cứ điểm Đông Khê với mục đích cô lập Cao Bằng, uy hiếp cứ điểm Thất Khê và phá thế trận phòng thủ của quân Pháp trên đường số 4. Đúng 5 giờ sáng, ngày 16 tháng 9 năm 1950, quân ta nổ súng tiến công cụm cứ điểm Đông Khê. Sau 52 giờ chiến đấu dũng cảm, bộ đội ta đã tiêu diệt hoàn toàn cụm cứ điểm Đông Khê, loại khỏi vòng chiến đấu khoảng 300 tên địch. Kết thúc thắng lợi vẻ vang trận mở đầu chiến dịch. Mất Đông Khê, quân Pháp vội vàng quyết định rút quân khỏi Cao Bằng, đồng thời tổ chức một binh đoàn do Le Page chỉ huy, từ Thất Khê tiến lên Đông Khê, hy vọng hợp cùng lực lượng từ Cao Bằng về, sau đó cùng nhau lui trở lại Thất Khê. Song song với cái chuyện chuẩn bị đánh Đông Khê như thế, thì giao cho đại đoàn 308 triển khai các trận lực phục kích trên các cái đường mà địch có thể rút chạy và hoặc là địch có thể tiếp viện, là cả cái sư đoàn 308 là giải ra trên các cái đoạn đường quan trọng. Thế và khi chiến dịch nổ ra, tất cả lực lượng của nó lọt vào các cái ổ phục kích của chúng ta để chúng ta tiêu diệt. Với đại tá, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu, trong cuộc đời binh nghiệp của mình, ông đã tham gia hai chiến dịch lớn với tổng cộng 25 trận đánh. Trong đó, trận đánh vào đồn Đông Khê trong chiến dịch biên giới là trận đánh đáng nhớ nhất bởi nơi đây, cánh tay phải của ông vĩnh viễn nằm lại chiến trường. Tôi lúc bây giờ ở trung đội bộc phá cùng với anh em có nhiệm vụ là phá hàng rào, phá lô cốt, nhất là những cái lô cốt mẹ mà cái lô cốt mà nó chứa hàng trung đội đấy, để mà mở đường cho bộ đội xung kích tiến lên chiếm lĩnh trận địa. Cho nên là nhiệm vụ bộc phá của chúng tôi thì nặng nề lắm, sẵn sàng hy sinh hết ấy, chứ không phải là còn mà về đâu, vì đánh cái này nguy hiểm lắm. Vào thời điểm ấy, anh hùng La Văn Cầu mới chưa đầy 18 tuổi đời và 2 năm tuổi quân. Ông làm tổ trưởng tổ bộc phá và nhận nhiệm vụ ôm bộc phá đánh lô cốt của địch tại cứ điểm Đông Khê, mở đường cho đồng đội tiến lên. Trước khi ôm vũ khí nhận nhiệm vụ, ông cùng đồng đội viết tâm thư đầy nhiệt huyết, thể hiện rõ ý chí của những chàng trai tuổi đôi mươi, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ dù có phải hy sinh. Trong cái tâm thư của chúng tôi là có 3 cái nội dung. Thứ nhất, chiến đấu đến giọt máu cuối cùng, trái tim còn đập, còn chiến đấu. Thứ hai, đoàn kết giúp đỡ nhau, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Thứ ba là nghiêm chỉnh chấp hành kỷ luật chiến trường, chính sách đối với tù hàng binh. Đấy, trong cái nội dung của tâm thư của chúng tôi có 3 nội dung như vậy. Và chúng tôi thực hiện trọn vẹn, có thể nó là thực hiện xuất sắc
không vi phạm, chúng tôi thực hiện xuất sắc cho đến khi kết thúc thắng lợi. Trận đánh ác liệt diễn ra từ 6 giờ sáng ngày 16 tháng 9 năm 1950 đến 10 giờ đêm ngày 17 tháng 9 năm 1950. Lúc bấy giờ, ta buộc phải dùng quả bộc phá nặng 12 kg để phá hủy một lô cốt địch trên cao với sự yểm trợ của pháo binh. Tuy nhiên, hỏa lực của địch quá mạnh nên đến đêm 16 tháng 9, ta vẫn chỉ chiếm được 1/3 trận địa. Chừng nửa đêm 17 tháng 6, ông Cầu được lệnh dùng bộc phá đánh vào lô cốt lớn. Trong lúc đang chuẩn bị, thì ông bị hai viên đạn trúng người, tay phải của ông bị dập nát. Nghĩ đến nhiệm vụ chưa hoàn thành, ông quay lại nhờ đồng đội chặt cánh tay bị thương, rồi ôm bộc phá tiến lên. Đồng chí Nông Văn Phiêu, tiểu đội trưởng mà cũng là tổ trưởng kết hợp tôi và đảng. Đồng chí là đồng chí đang cầu đâu, vợ của tôi đây. Đã đến lúc đồng chí làm nhiệm vụ, thế là cái tối 17 đấy, thì tôi cùng với anh em xông lên, ôm quả bộc phá lên, phá lô cốt. Thì lên thì trên đường lên, thì bị thương vào cánh tay phải rồi. Thế thì tôi thấy là nguy hiểm quá, cái thế này thì khó mà hoàn thành nhiệm vụ rồi. Thế thì tôi và thôi thì chỉ còn quét là đằng nào cũng hy sinh rồi. Quyết tâm thư đã rồi, viết rồi. Thế thì nhờ đồng chí Nông Văn Phiêu chặt chúc cánh tay. Chiến công của chiến sĩ trẻ La Văn Cầu đã trở thành huyền thoại và đi vào sử sách. Năm 1952, Đại hội Anh hùng chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ nhất, ông được vinh dự là một trong 7 chiến sĩ đầu tiên được phong danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày hôm nay, ở tuổi 90, nhưng người anh hùng năm xưa vẫn giữ nguyên bản chất anh bộ đội Cụ Hồ. Kiên trung, giản dị, ấm áp tình người. Ông chính là minh chứng hào hùng nhất cho sự hy sinh quên mình vì Tổ quốc, vì độc lập tự do, góp phần làm nên chiến thắng của chiến dịch biên giới 1950. Chiến dịch biên giới thực tế diễn ra 3 đợt. Đợt 1 từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 9 năm 1950. Ta tập trung lực lượng đánh trận then chốt, tiêu diệt cụm cứ điểm Đông Khê. Đợt 2 từ ngày 21 đến ngày 29 tháng 9 năm 1950. Tiến hành trận then chốt quyết định tiêu diệt hai binh đoàn Le Pager và Sắc Tông. Đợt 3, từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 10 năm 1950, địch ở Thất Khê, Na Sầm, Lạng Sơn rút chạy, ta truy kích địch, giải phóng Thất Khê, Na Sầm. Với thắng lợi của chiến dịch biên giới đã đánh dấu bước ngoặt lịch sử, đánh dấu sự trưởng thành trong chỉ đạo chiến dịch của quân đội ta, từ khâu chọn điểm đột phá, bày trận chờ địch, tập trung giải quyết những vấn đề then chốt. Đặc biệt, hoạt động nghi binh đánh lạc hướng đối phương đã được Bộ Chỉ huy các cấp vận dụng rộng rãi và có hiệu quả trong chiến dịch biên giới. Việc nghi binh làm như thế nào? Là chúng ta tổ chức các cái lực lượng chiến sĩ và các cái đoàn dân công đi lên Tây Bắc. Làm như là sẽ mở dịch chiến dịch ở Tây Bắc và do đó cho nó càng sơ hở Đông Khê để cho chúng ta đánh được Đông Khê. Không chỉ bó hẹp trên chiến trường biên giới Cao Bằng Lạng Sơn, chiến dịch biên giới Thu Đông 1950 cho thấy sự chỉ đạo tác chiến đã phát triển lên tầm cao mới. Chính đối phương cũng phải thừa nhận, quân đội nhân dân Việt Nam đến cuối năm 1950 đã có một phương châm tác chiến vững vàng, điều khiển các trận đánh kế tiếp nhau, gắn bó với nhau một cách mạch lạc và làm cho quân Pháp không kịp thở trên một chính diện rộng lớn từ Đông Khê đến Thất Khê. Thắng lợi của chiến dịch biên giới năm 1950 đã tạo ra một bước chuyển mới về so sánh lực lượng giữa ta và địch trên chiến trường. Chúng ta đã mở thông biên giới và có được một hậu phương vững chắc, rộng lớn là các nước xã hội chủ nghĩa, Trung Quốc, Liên Xô. Và đây cũng là thời điểm mà tạo bước ngoặt để cuộc kháng chiến của chúng ta chuyển sang giai đoạn tiến công kẻ địch. Ý nghĩa đầu tiên là tiêu diệt sinh lực địch, giải phóng được một cái vùng đất đai rất là dài, rất là rộng, suốt từ Cao Bằng mà lên Đình Lập, Lạng Sơn. Chúng ta mở cửa biên giới để chúng ta đi quan hệ với các nước. Và chính nhờ cái mở cửa biên giới này mà các nước lần lượt công nhận nước Việt Nam của chúng ta.
Trước đó chỉ có một số nước công nhận thôi, nhưng mà sau biên giới thì một loạt nước trên thế giới là công nhận nước Việt Nam và đặt cái vấn đề ngoại giao với nước Việt Nam của chúng ta. Chiến thắng biên giới Thu Đông 1950 cũng đánh dấu một bước tiến nhảy vọt của quân đội ta về nghệ thuật chiến dịch. Lần đầu tiên ta mở một chiến dịch quy mô lớn, đánh tập trung, chính quy, hiệp đồng binh chủng với lực lượng gần 3 vạn cán bộ, chiến sĩ, huy động hàng vạn dân công, tiến công vào một hệ thống phòng ngự mạnh của địch trên tuyến dài hàng trăm km. 70 năm trôi qua, bài học về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với sức mạnh thời đại trong điều kiện mới vẫn còn vẹn nguyên tính thời sự và cần tiếp tục được phát huy trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Chiến dịch biên giới 50 là ta huy động tới 172.000 dân công và sử dụng đến hơn 1 triệu ngày công để vận chuyển tới 4.000 tấn đạn và vũ khí lên mặt trận. Thế thì được Bác Hồ ra trận, cho nên nhân dân ở khu vực Đông Khê hăng hái đi dân công để phục vụ cho chiến trường. Thế còn trong chống Mỹ thì mỗi một lần có lời kêu gọi của Bác, mỗi một năm có thơ động viên của Bác ngày Tết thì đều là những cái nguồn sức mạnh rất là lớn đối với người lính cũng như đối với đồng bào miền Nam để mà có thể tập trung được lực lượng. Đấy là chính là cái bài học được phát triển từ. Và hiểu được nhiều hơn, chính xác hơn, cụ thể hơn về chiến dịch biên giới. Và chắc chắn thông tin này về tôi sẽ chia sẻ cho anh em bạn bè và đặc biệt cho các con tôi để hiểu hơn về những cái kết quả mà ông cho ta đã đạt được. Của Đảng.